những tấm lòng cao cả. Những tấm lòng cao cả ra đời từ những năm 80 của thế kỷ 19 đã làm cho tên tuổi nhà văn trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cho đến nay, tác phẩm bất hủ này vẫn vang vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi ở các thời đại khác nhau. Đó là một câu chuyện giản dị với những con người bình thường nhất, nhưng nhân cách của họ, mối quan hệ của họ cùng những tấm lòng cao cả, thánh thiện của họ mãi là những bài học đạo đức sâu sắc và đáng quý. Một cậu bé người Ý, Enrico, hàng ngày ghi lại những việc lớn nhỏ diễn ra trong đời sống học sinh của cậu, những cảm tưởng và suy nghĩ của cậu thành một cuốn nhật ký. Mỗi tháng, thầy giáo cho phép một chuyện để đọc trong lớp. Mỗi tháng, bố mẹ viết cho con một lá thư. Các thư và chuyện ấy đều được xếp vào cuốn nhật ký, ghi chép trong 10 tháng. Đó là một cuốn truyện nhỏ về năm học của cậu bé 11 tuổi. Nhân vật trong nhật ký là các cô giáo, thầy giáo, các bạn học của Enrico, là bố mẹ Enrico cùng bố mẹ các bạn, mỗi người mỗi vẻ, có một đặc điểm nhất định về mặt thể chất hay tinh thần, nhất là các bạn của Enrico. Tính cách các nhân vật đã được cách điệu hóa để tiêu biểu cho một nét tốt hay một tính xấu hay chỉ là một thói quen, vì đấy không phải là một tác phẩm phản ánh nền giáo dục nước Ý cuối thế kỷ 19, mà là một tác phẩm mượn hình tượng nghệ thuật để trình bày những điều suy nghĩ về đức dục ở nhà trường và gia đình mà tác giả mang trong óc như một lý tưởng và trong lòng như một hoài bão. Và hơn cả, đọc những tấm lòng cao cả, mỗi bậc phụ huynh sẽ hiểu thêm về tâm sức của những người chờ đò, hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt. Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, mà nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt. Và sự thành công của Amici là ở đó. Những tấm lòng cao cả, khúc hát vinh danh những người gieo hạt lặng thầm. Những tấm lòng cao cả là một cuốn sách giản dị được viết dưới dạng nhật ký học trò, ghi lại những việc lớn nhỏ, những chuyện hàng ngày của cậu bé lớp 3 Enrico theo trình tự thời gian một năm học, từ những hoạt động trong lớp của học sinh, những bức thư của phụ huynh viết cho con em mình để nhắc nhở lỗi lầm, những chuyện đọc hàng tháng của thầy giáo về các nhân vật cùng trang lứa với các em. Sức hấp dẫn của tác phẩm chính là những câu chuyện xúc động về tình người, những bài học giáo dục trẻ con sâu sắc được thể hiện bằng giọng văn trìu mến, tràn đầy yêu thương. Ở đó, ta được vui đùa hồn nhiên cùng đám học trò nhỏ. Đứa thì ngây thơ khoe những đồ chơi mới, đứa lại ngộ nghĩnh với dáng bộ làm kiêu, đứa thì luôn đứng ra bênh vực bạn. Ở đó, ta như trẻ lại để được vỗ về, được yêu thương trong tình mẹ cha, được lớn lên trưởng thành trong sự dịu dắt dạy bảo của những người thầy. Cuốn sách là một thiên trường ca cảm động về nghề dạy học. Amici đã viết về hình ảnh thầy cô giáo với những tình cảm trân trọng nhất. Họ đã sống hết mình về nghề nghiệp, vì học sinh, vì những mục đích tốt đẹp. Trong chuyện, hình ảnh các thầy cô giáo đã hiện lên với lòng nhiệt thành và bao điều tôn kính. Họ coi trọng sự nghiệp giáo dục, chăm lo việc học, đời sống tình cảm và cả chuyện ăn ngủ sinh hoạt của học sinh. Họ lo lắng và yêu quý trẻ thơ như chính con em của mình. Không dạy mà như đã dạy, không nói mà như đã nói. Những bài học về tình thầy trò cứ nhẹ nhàng đi vào lòng trẻ thơ, đi vào lòng người đọc. Thầy truyền cho học sinh ngọn lửa của lòng yêu nước, ý thức sống xứng đáng với truyền thống đất nước dân tộc mình. Một đất nước đã chiến đấu 50 năm và 3 vạn người Ý đã chết cho tự do. Họ đặt lợi ích vận mệnh đất nước lên trên hết, sẵn sàng để người thân con em mình lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và họ thực sự tri ân những người đã hy sinh hoặc đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Họ ý thức được rằng chế giễu một người lính đang ở trong đội ngũ và không thể đáp lại cũng không thể tự vệ, khác nào trừ một người đang bị trói, như thế gọi là hèn nhát. Phải yêu những quân nhân, quân dân, các con ạ. Đó là những người bảo vệ chúng ta. Thầy hiệu trưởng của Enrico là một trong những người như thế. Chính thầy đã nêu một gương sáng về tình yêu nước, đức hy sinh, lòng vị tha cho học sinh thân yêu. Trong bức tranh toàn cảnh đó, thầy Beboni hiện lên với nhiệt tâm và tài năng của một nhà sư phạm.
Đây là một tấm gương của sự tự rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Từ một nông dân, thầy đã thành ông giáo nhờ cố gắng học tập và chịu đựng mọi sự thiếu thốn. Gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống gia đình, nhưng với học trò, thầy luôn dành cho các em một tình thương trọn vẹn. Thầy đã cảm hóa được những em bé tinh nghịch ngỗ ngược nhất. Mỗi tháng, thầy đều dành ra một giờ để kể cho các em nghe một câu chuyện, một tấm gương cảm động. Tất cả các câu chuyện của thầy làm cho học sinh và ngay cả chúng ta xúc động. Pepponi chọn cho mình con đường riêng để đối thoại với học trò. Thầy kể chuyện. Mỗi câu chuyện là một bài học về lòng yêu nước, sự dũng cảm, đức hy sinh. Amici không miêu tả nhiều về con người ấy, nhưng qua những chuyện đọc hàng tháng, độc giả có thể nghe thấy âm hưởng ấm áp cấp lên từ một tâm hồn rất đằm, rất sâu. Thầy thổi vào thế giới ấu thơ, rộn rã một niềm chờ đợi được nhận những bài học làm người từ 8 câu chuyện kể. Ngay từ buổi học đầu tiên, Pepponi đã khiến cho học trò yêu thích. Enrico đã rất tinh tế thấy được sự yêu quý của mọi người dành cho thầy khi viết. Chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái đi qua đều bước vào cửa chào thầy. Chào thầy ạ, chào thầy Pepponi. Rõ ràng đám học trò cũ đều rất yêu mến thầy và rất muốn lại được học với thầy. Sau khi nhìn chăm chú từng học sinh mới của mình, thầy bắt đầu bằng bài chính tả, vừa đọc vừa đi vào giữa các dãy bàn. Chợt nhìn thấy một cậu mặt đỏ ửng và đầy những nốt sừng nhỏ, thầy liền ngừng lại, lấy hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không. Cũng chính người thầy đáng kính này đã dạy cho cậu bé Enrico và các bạn học bài học đầu tiên về tình yêu đất nước, tình đoàn kết dân tộc, về tình bạn. Hãy nhớ kỹ những gì thầy sắp nói, rồi đây, những câu chuyện kiểu này sẽ đi vào quá khứ. Một cậu bé Calabria tới sống ở Turin, hoặc một cậu bé ở Turin có thể tìm thấy ngôi nhà riêng của mình ở Calabria. Tổ quốc Italia của chúng ta đã chiến đấu trong 50 năm, 3.000 người đã chết chỉ để đạt được một mục tiêu cuối cùng, một đất nước Italia thống nhất. Thầy xem lớp học là gia đình và học trò là những người con thân yêu của mình. Thầy không có gia đình, chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Nay thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi. Thầy chẳng có ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoại các con ra. Các con phải là đạt con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con và các con cũng phải thương thầy. Có lúc con người ấy cũng nhẹ nhàng như một người mẹ khi an ủi học sinh gặp điều mất mát, bất hạnh. Khóc đi, tội nghiệp, con cứ khóc đi. Nhưng hãy can đảm con ạ. Mẹ con vẫn thương con, bà vẫn sống bên con. Và một ngày kia con sẽ gặp lại bà, vì con có tấm lòng hướng thiện và trung hậu như lòng bà. Can đảm lên con ạ. Hoặc tha thiết trong từng lời nhắn nhủ khi biết quỹ thời gian của mình sắp cạn. Con phải chú ý điều này. Nếu thầy không qua được thì con phải chú ý đến môn toán đấy. Đó là chỗ yếu của con. Nhưng cũng chính thầy đã nghiêm khắc như một người cha khi bọn trẻ làm điều sai trái. Các cậu đã lăng mạ một người bạn không hề gây sự với mình. Các cậu đã nhạo báng một người tàn tật. Các cậu đã tấn công một em bé yếu đuối không có sức chống cự. Các cậu đã làm một việc hèn hạ và nhục nhã nhất, có thể bôi nhọ lương tâm con người. Các cậu là những kẻ hèn nhát. Thầy dạy học trò không nên trưng diện, khoe khoang, hợm hĩnh, tự phụ, đặc biệt là tránh xa thói đố kỵ, tị hiềm với bạn bè. Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào tim, đó là con rắn độc. Nó gặm mòn khối óc và làm đổi bạn trái tim. Ngay cả lúc ốm nặng, thầy vẫn trăn trở vì đàn em thân yêu. Thầy đang ốm thảm hại, con thấy đấy. Enrico à, lớp ta ra sao và học sinh thì thế nào? Tốt lắm phải không? Các cậu không cần có thầy cũng vẫn được đấy nhỉ. Hình ảnh thầy Pepponi được nhà văn khắc chạm trong tác phẩm Thật Nhân Từ Hiền Hậu, phảng phất dáng hình của ông Bụt Phương Đông. Thầy đã lo cho học sinh bằng nỗi lo của một người cha đầy trách nhiệm, bằng tình thương vô bờ của người mẹ đối với những đứa con yêu. Cảm tưởng của Enrico về thầy trong buổi thi cuối cùng thật xúc động. Tội nghiệp thầy quá, ai cũng thấy ngay là thầy yêu thương chúng tôi thật sự. Thầy chỉ nghĩ đến chúng tôi, chỉ lo cho chúng tôi. Khi chúng tôi trả lời, thầy cảm động đến luống cuống. Đến cha mẹ các em cũng chưa chắc đã lo lắng bằng thầy. Khi tất cả học sinh đều thi khá, để làm cho họ vui, người thầy giáo tác hoa râm và không bao giờ cười ấy lại là bộ trượt chân phải bám vào tường cho khỏi ngã.
Phải chăng đó là cái phút vui độc nhất của thầy, một sự đền bù cho 9 tháng trời yêu thương, kiên nhẫn và phiền muộn? Enrico đã ghi vào nhật ký những dòng rất đỗi yêu thương như thế. Vật kỷ niệm mà thầy nâng niu, gìn giữ là những tấm ảnh các học trò cũ tặng. Đã ngoài 20 năm, vẫn luôn treo ở đầu giường, để khi sắp chết thì cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ. Vật Beboni gợi cho độc giả nhớ đến thầy giáo Duisen trong Người thầy đầu tiên của Aimatov, người đã đến từng nhà để thuyết phục bố mẹ học sinh cho con em mình đến lớp, đã kiên nhẫn với dư luận, đã bằng tất cả tình yêu thương lần lượt cõng từng em qua suối trong mùa đông giá lạnh, đã tự mình làm trường học. Bằng tất cả nhiệt tâm, cả Beboni lẫn Duisen đã chắp cánh cho những đàn em thân yêu bay xa hơn trong ước mơ và cuộc sống. Không chỉ những lời dạy bảo, mà ngay từ chính con người họ đã là một tấm gương, một bài học quý về tình yêu nước, tình cảm gia đình, lòng vị tha, tính hướng thiện, sự cảm thông, chia sẻ dành cho học trò. Với những tấm lòng cao cả, Amici đã làm cho biết bao độc giả trên thế giới phải thực sự rung động, yêu quý, tôn kính, biết ơn người thầy. Ta gặp ở đây rất nhiều thầy cô giáo đã xem nghỉ dạy học là lẽ sống, là cuộc đời của mình. Ở trường học cũng có những gương hy sinh như ở chiến trường. Cô giáo lớp 1 trên của Enrico hò không ngớt, nhưng tiếng của cô luôn luôn át cả lớp học. Cô nói không nghỉ để học sinh nhỏ không thể lơ đễnh được. Cô có thể sống thêm nếu xin nghỉ dạy, nhưng không muốn sao học trò, cô cứ dạy cho hết năm và cô đã mất 3 ngày trước khi dạy hết chương trình. Vĩnh biệt học trò, cô ôm hôn tất cả rồi vừa khóc vừa chạy nhanh ra khỏi lớp. Con người để lại cho học trò tất cả những gì cô có trên đời ấy trước khi tử giã cõi đời là yêu cầu thầy hiệu trưởng đừng cho học trò đi theo đám tang mình, sợ các em khóc. Thầy hiệu trưởng luôn là người đến trường sớm nhất và về sau cùng. Thầy Coati, người cao lớn, tóc quăn, đôi mắt âm u và tiếng nói oang oang. Thầy luôn luôn dọa phạt học trò, dọa cả đưa đi tù. Nhưng thầy không phạt ai bao giờ và cười khi thấy học trò sợ. Cô giáo mà người ta gọi là nữ tu sĩ bé nhỏ, vì cô lúc nào cũng mặc áo sẫm màu, có gương mặt trắng và thanh, bộ tóc óng mượt, đôi mắt trong trèo và giọng nói dịu dàng. Thế nhưng với giọng nói dịu dàng ấy, cô vẫn biết cách làm cho cái thế giới học sinh tí hon của cô phải yên lặng. Những chú bé tinh nghịch nhất cũng chẳng dám ho he trước mặt cô. Cô giáo lớp 1 sơ đẳng số 3, lúc nào cũng vui tính, điều khiển lớp học vui vẻ, luôn luôn tươi cười. Khi học trò ra về, cô chạy theo để xếp các em ngay ngắn vào hàng ngũ, xếp cổ áo lại cho em này, cài khuy áo choàng cho em kia, theo dõi trẻ đi ngoài phố xem có cãi nhau không, và khẩn khoản xin phụ huynh đừng phạt các em ở nhà. Đưa kẹo thuốc cho em nào ho, cho em bị rét, mượn bao tay bằng lông của mình. Những hình ảnh về các nhà sư phạm với tấm lòng cao cả như thế cứ nối tiếp nhau qua miền nhớ, miền xúc động của học trò, nâng đỡ và hình thành nhân cách các em. Amici dường như luôn dành sự cảm phục đặc biệt cho những nhà giáo thiết tha với những học sinh mà số phận đã không mỉm cười với các em, những trẻ em mù, những trẻ em câm điếc. Vẻ bất ngờ đến sửng sốt của chú làm vườn Giordano khi đứa con gái tật nguyền của mình nói được đã xác tín sự kỳ diệu của những người thầy. Bà đã kiên trì dần dần cho từng học trò, ngày nào cũng vậy, năm này qua năm khác à. Bà thật đáng được tất cả mọi sự khen thưởng. Nhưng có sự khen thưởng nào xứng đáng để đền bù bao nhiêu sự chăm sóc, bao nhiêu công lao ấy không? Nhờ thế, những học sinh mù đã vượt qua bất hạnh, vươn lên để có cuộc sống như những người bình thường, học tiếng giỏi, âm nhạc giỏi, đi lại dễ dàng. Lời dạy của thầy cũng là một bài học chan chứa về tình người. Hãy thương xót các con ạ, hãy thương xót mãnh liệt những người mà đối với họ mặt trời không có chút ánh sáng và người mẹ không có cả cái nhìn. Thầy Grossetti sau 60 năm dạy học vẫn chưa muốn nghỉ. Ở nước Ý thuở ấy, cô giáo thầy giáo không có lệ về vị hưu, vì kinh nghiệm và lương tâm của nhà giáo càng thâm niên càng được xã hội quý trọng. Nhưng vì run tay cho đánh rơi một giọt mực lên trang vở của học sinh, bậc lão sư đành phải xin về. Đây là nỗi lòng của ông khi phải rời xa bục giảng. Thật là cay đắng hết sức. Tôi hiểu rằng cuộc đời với tôi như vậy là hết rồi. Không có trường học,
không còn sức trẻ, tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Sau bao năm tận tụy với nghề, ông chỉ có một căn nhà trống trải, tấm ván tồi tàn làm giường ngủ, một bánh mì và chai dầu làm bữa ăn. Đó là tất cả phần thưởng của thầy, đạm bạc và thanh cao. Nhưng người thầy giáo đáng kính ấy vẫn là người giàu có trong vương quốc học trò, với đầy ắp tiếng cười và sự kính trọng. Hình ảnh cụ giáo già và chuyến trở lại thăm thầy cũ của bố con ông Bonetti đã gửi gắm phần nào ý nguyện của nhà văn. Tác giả đã đưa đến cho chúng ta những thông điệp giàu tính nhân văn về sự cao quý của tình thầy trò, về lòng biết ơn, về truyền thống tôn sư trọng đạo. Những bài học làm người đầu tiên mà các thầy cô giáo đã chất chiêu gom góp dành tặng cho học sinh thân yêu sẽ mãi là những gì đẹp nhất, cao quý nhất trong suốt cuộc đời của các em. Và như một sự tưởng thưởng xứng đáng, những con người với tâm hồn cao thượng trong cõi nghĩ cao quý ấy đã nhận về sự biết ơn, đền đáp, thương yêu chân thành của học trò. Cái chết của cô giáo Dentica làm cậu Precosti gục đầu vào bàn mà khóc, và tất cả học sinh trong lớp đều đến nhà cô để đưa tang. Lời vĩnh biệt của Enrico viết trong trang nhật ký thì hiện rất rõ lòng yêu thương, kính trọng và biết ơn. Cô giáo đáng thương, vĩnh biệt cô mãi mãi, cô giáo quý mến của tôi, niềm tưởng nhớ đau buồn nhưng dịu dàng trong thời thơ ấu của tôi. Khi cô giáo cũ dạy lớp một nhân từ và hiền hậu của Enrico sợ một ngày nào đó học trò sẽ quên mình, cậu bé đã vô cùng xúc động và tự nhủ với mình. Ôi, cô giáo rất tốt của con, không, không bao giờ con lại quên cô được. Sau này, khi đã lớn, con vẫn nhớ cô và con sẽ tìm gặp cô giữa đám học trò nhỏ của cô. Nếu có thầy giáo phiền muộn vì một học sinh nào đó không vâng lời, các em đã động viên thầy bằng những tình cảm thật đáng quý. Thưa thầy, xin thầy đừng buồn phiền nữa, tất cả chúng con ở đây đều rất kính yêu thầy. Những giọt nước mắt trực trào vì cảm động, những cái ôm hôn, vuốt ve, túm khăn trùm hay áo choàng là những gì mộc mạc nhưng chân thành mà những người học trò nhỏ đã dành tặng cho thầy cô. Đó là những món quà vô giá không gì có thể đổi được. Dù đôi lúc có làm thầy cô bực mình vì tính nghịch ngợm, không vâng lời, chưa chăm chỉ, nhưng trong sâu thẳm trái tim, các em luôn dành cho thầy cô một vị trí trân trọng, chan chứa niềm tri ân, thương quý. Những lời trách mắng dành cho nhau của bọn trẻ cũng làm vơi đi phần nào phiền muộn của thầy. Thôi đi, đồ ngốc tất cả, các cậu lạm dụng lòng tốt của thầy. Giá thầy ấy nghiền nát tay các cậu, nhưng thầy lại thương hại các cậu, việc làm của các cậu hèn nhát lắm, hiểu chưa? Với Enrico, lòng biết ơn, yêu kính, biểu hiện qua nhận thức về sự bao dung, đức hy sinh quên mình của thầy thổ lộ bằng những dòng nhật ký già dặn. Trước hết, tôi cảm ơn thầy giáo kính yêu, thầy rất thương yêu tôi và khoan dung đối với tôi, và mỗi tiến bộ của tôi đều đổi bằng sự hao tổn sức khỏe của thầy. Dẫu là một học trò đặc biệt, một tù nhân, họ cũng gửi tâm tình mình vào một vật chứng không thể phai mờ theo thời gian, ghi dấu lòng biết ơn chân thành đối với người đã khai sáng lòng mình, đã dạy mình biết đọc, biết viết. Lọ mực do người tù tự làm rất kỳ công, khắc hình một quyển vở. Trên có một ngòi bút với dòng chữ, kính tặng thầy giáo của tôi, kỷ niệm của số 7865. Đây là những phương thuốc thần diệu có thể chữa lành bao thương tổn, bệnh tật cho những người đã thầm lặng hy sinh vì đàn em thân yêu. Mỗi nhà sư phạm một vẻ, một tính cách. Viết về họ, Amici đã nêu lên được những tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Qua ngòi bút của tác giả, các thầy cô giáo hiện lên với những hình ảnh thật đẹp. Họ hết lòng thương yêu học trò, họ dùng những phương pháp giáo dục đúng đắn và thích hợp để hướng các em đến một sự phát triển toàn diện về nhân cách. Họ không chỉ dạy các em về kiến thức mà còn dạy lẽ phải, dạy cách làm người.